Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, đường dây đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương ngăn chặn các trang website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.